Chào mừng quý anh chị các bạn quay trở lại với Beautiful Car trong chuyên mục xe lướt. Ngày hôm nay thì Việt Nhật Auto lại mang đến cho quý anh chị các bạn một trong những siêu phẩm của dòng xe đô thị B cộng nhá. Đó chính là Honda HR-V. Honda HR-V này là một chiếc xe bán chậm ở Việt Nam bởi vì giá thời điểm mới của nó rất là cao. Tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng tôi mang đến một chiếc xe với giá rất hợp lý, HR-V phiên bản L, bản cao cấp nhất 2019 nhập khẩu Thái Lan, và hiện tại giá chúng tôi đang chào bán chỉ có 785 triệu thôi. Ở cái phân khúc này thì quý anh chị các bạn sẽ có rất nhiều các sự lựa chọn, ví dụ như là thấp tiền hơn một chút mình có thể mua được Hyundai Kona, cao hơn một chút thì mua được Hyundai Tucson. Thực tế đối thủ của HR-V tại Việt Nam đó chính là Toyota Cross, một chiếc xe rất hot của Toyota ở thị trường hiện tại, và cả hai đều mang trên mình những cái thiết kế, những cái option khá là tương đồng nhau. Thứ nhất, chúng đều được nhập khẩu Thái Lan. Thứ hai, chúng đều là một mẫu xe B cộng. Thứ ba, đều sử dụng cái khối động cơ 1.8 lít. Và thứ tư là mức giá khá là tương đồng với nhau. Tuy nhiên, cái cách mà hai mẫu xe này tiếp cận thị trường thì có cái gì đó nó không phù hợp. Cross định giá rất hợp lý, rất thấp, trong khi HR-V thì giá rất cao. Nếu mà để quý vị mua mới thì phải nói là cực kỳ là phí tiền luôn. Nhưng mà nếu mà mua một chiếc xe cũ lướt như thế này thì lại rất hợp lý. 785 triệu quý vị sẽ có một chiếc xe với rất nhiều những công nghệ option, ví dụ như là giải đèn hoàn toàn full LED, chìa khóa thông minh, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, camera lùi với 3 góc quay, và những tính năng về tiết kiệm nhiên liệu hay là an toàn của Honda thì có lẽ là cũng không cần phải nói quá nhiều. Hôm nay thì chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua đôi chút về chiếc HR-V phiên bản L cao cấp nhất Thái Lan này nhé, xem nó có xứng đáng với số tiền 785 triệu cho một chiếc xe lướt hay không. Quý vị hãy tập trung vào phần đầu xe. Với cái thiết kế có cái gì đó rất Toyota. Đầu tiên là một cái giải bao quanh logo, chắc chắn là phải to bản như thế này. Cái thiết kế này thì nó xuyên suốt không chỉ từ Honda HR-V, Accord City hay là CR-V thì cũng mang chung cái ngôn ngữ thiết kế kiểu như thế này. Hai bên này mình sẽ có giải đèn full LED, phía dưới mình sẽ có cái giải đèn LED ban ngày, và nó cũng có một cái chức năng tương đồng như là giải gầm luôn. Ở phía dưới này mình sẽ có một cái khối động cơ 1.8 lít đi kèm với hộp số vô cấp rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đó là sự giống nhau giữa Cross và Honda HR-V, đó là đều hướng tới cái sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Sang phần bên hông thì quan điểm của tôi là tôi chê cái bộ la răng này. Nó xấu và thậm chí là tôi còn thấy nó có cái gì nét giống như cái mẫu Mercedes C180 cái thời điểm đầu tiên nó ra mắt, cũng y hệt kiểu như này luôn. Nhìn lên nó rất là to, sau đó thì nó làm một cái giải chrome trắng phay như thế này để nó tạo cái hiệu ứng cảm giác. Nhưng mà bù lại thì còn được trang bị cái cảm biến áp suất lốp giúp cho chúng ta đi an toàn hơn. Ở bên hông này mình có tay nắm cửa mạ chrome, nút bấm mở cửa thông minh, gương chiếu hậu, chỉnh điện, cục điện, những cái thứ nó trở nên quá đơn giản rồi. Ở đây nhá thì quý anh chị sẽ có một cái kiểu mở cửa rất là khác lạ, chỉ một mình HR-V mới có thôi. À quên, ngày xưa Spark 2011 đến 2014 cũng có kiểu mở cửa như thế này. Người tiếp xúc xe lần đầu ấy, là có khi còn không biết cái tay nắm này đâu luôn. Ở phần bên đuôi xe này, đuôi thì mình theo nhận xét của tôi là đẹp hơn phần đầu rất nhiều. Đấy. Camera lùi, 3 góc quay, cảm biến lùi, cảm biến góc đầy đủ. Lipo, giả thể thao, rất là đẹp. Được cái xe này thì nó có cúp điện. Đó, và cái khoang để đồ cũng rất là rộng rãi luôn. Honda thì họ luôn có những chiếc xe rộng mà. Chẳng qua là nó cũng kiểu của người Nhật, họ thiết kế ít option lắm, ít đồ chơi cho khách hàng. Rồi bây giờ mời anh em chúng ta vào cùng vào trong khoang nội thất đi để xem mẫu xe này nó có cái gì đặc biệt nhé. Toàn bộ nội thất của HR-V phiên bản L cao cấp này thì được bọc da hết, màu da đen. Và quý vị có thể thấy cái sự thoải mái khi mà mình ngồi hàng ghế thứ hai nhé. Rất là thích luôn, xe của Nhật mà lúc nào họ cũng rất là rộng. Toyota, Honda, Subaru các thứ rộng lắm. Ở đây mình có thêm cái cửa sổ trời, nếu mà anh em nào chạy về quê các thứ thì cũng rất là thích. Cửa sổ trời toàn cảnh luôn, kéo tận dưới này nhá. Anh em mình lên khoang cabin này, ngó qua một chút về chiếc HR-V này. Toàn bộ ghế lái là chỉnh điện hết rồi, đa hướng. Mình có bật tắt cảm biến này, có bật tắt cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, mở cốp điện, có chức năng econ để tiết kiệm nhiên liệu. Xe Nhật lúc nào họ cũng có những cái tính năng như này. Về trang bị option của chiếc xe này thì quan điểm của mình là thấy khá hay đấy. Ví dụ như là vô lăng bọc da hết này, xong có lẫy chuyển số trên vô lăng nhá. Anh em nào thích chạy kiểu thể thao cũng ok hết thôi. Chiếc xe này thì chia sẻ với anh em nó lăn bánh có 8.000 km. Chủ xe mua về xong toàn để hầm.
Nếu mà anh em mình tinh ý thì nãy cũng nhìn thấy vài cái vết mốc ở ghế đúng không? Cái đấy mình sẽ xử lý triệt để, bởi vì xe ít đi quá, toàn để không. À, phần chính giữa này mình thấy thiết kế rất là ổn đấy. À, màn hình này, điều hòa tự động, và dưới này hoàn toàn là tất cả đều nút cảm ứng hết nhé, rất là sang. Cần số thì lại hơi bé, nó không được như thằng anh CRV nhỉ, to đùng cầm nắm mới sướng. Đấy. Phanh tay điện tử có chức năng brake hold, rất ổn. Một chiếc xe quan điểm của tôi là rất là tuyệt vời luôn. Nếu mà 785 triệu anh em lấy chiếc xe này để di chuyển thì đi gia đình thì không có gì phải lăn tăn cả. À, rộng này, option đủ này, nhiều đồ chơi này, cũng khá nhiều đồ chơi đấy. À, an toàn nhá, túi khí quanh xe luôn, 6-7 túi khí, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, không thiếu cái gì hết. À, rất là tiết kiệm nhiên liệu nữa. 785, một mức giá hợp lý. Nếu anh em lăn tăn gì về giá của xe cũ này và muốn so sánh với xe mới thì anh em có thể liên hệ với số hotline phía dưới của các bạn sale Honda nhé. Họ sẽ báo giá trực tiếp cho anh em về mẫu, về giá lăn bánh của chiếc HR-V mới này, có những gì chênh lệch so với phiên bản cũ. Một lần nữa thì anh em đừng quên like, subscribe để ủng hộ cho kênh, và nhớ bấm nút chuông để cập nhật những mẫu xe mới nhất về Việt Nhật Auto. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.